Nam đang đến rất gần với một chiến thắng, chung cuộc ở trận đấu này. Trọng tài xác định cú đánh vừa rồi là không tốt. Bóng không đi qua lưới. Điểm số đầu tiên của giờ đấu này đã thuộc về Al Nahyan. Điểm dành cho vận động viên người Oman. Hoàng Thiên đã chưa thể dứt điểm được giờ đấu này. Là 40-30 và Hoàng Thiên đã giành chiến thắng ở set thứ 3 với tỷ số là 6-2. Như vậy, chung cuộc trận đấu này, Nguyễn Hoàng Thiên của chúng ta đã đánh bại đối thủ với tỷ số là 2-1 và Hoàng Thiên đã giành quyền lọt vào vòng 2.